Nam thôi chắc rồi.
có con dặm anh nam chạy nó đây có con dặm chạy nó đây bán cái dầm đêm nay em vui ghê thì nó mất cái dầm biết liền chứ con mình bán dầm tay bán dầm chục đồng mình tê ở đâu mình bán cái dầm rồi tao là tao cái gì tao đây chứ đâu thằng giò mới nhất đâu con công mình cũng nhỏ ra á mời thấy ông đậu ngon thọ đó người ta lay ra lúc ra đó cầm hôn ra đây bên lạnh đó cái hôn công đây có vẻ đẹp lắm nha mọi người cái lục cạo là nhất luôn cái này chưa thấy cái mấy ông tàu đào không mày
lắng lắng được mình rồi kìa, lắng trong rồi, lắng qua cái gì lắng qua cái gì, lắng 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 l
bỏ luôn rồi. Lấy sao mũi được đâu. Không cần thiết nữa. Tính sao lậu cái lậu kìa. Giá dâm kìa. Giá bao nhiêu? Cái gọi anh ông mà chị em đứng để chờ xíu này vô.